Xin chào các bạn nha. Hôm nay anh em mình đi up gym nè các bạn. Sau đây anh Sang sẽ biểu diễn tài up gym của mình như thế nào nha các bạn. Cái vợt đó, vợt anten đó. Rồi xong cho anh Sang. Giờ anh em mình đi ha, bơi hả? Mấy lúc mà đi tìm chim á, mình phải tắt đèn mấy bạn mới dễ bắt chim được. Thì tắt đèn hơi tối, các bạn thông cảm giùm mình nha. Mình cố gắng mở đèn trong thời gian sớm nhất cho bạn xem cho rõ nha. Mời các bạn trải nghiệm cùng mình nha các bạn. Cực mình quá các bạn ơi. Ngủ vô ngay chân đó. Hay dữ rồi. Hay. Bật đèn nó báo. Bật đèn nó rồi tắt đèn anh xem. Con gì anh xem? Trời ơi tải dữ hả? Không. Ơi. Hay hay. Công nhận anh Sang phải nói là quá quá kỹ năng luôn. Trời ơi anh lùa chim giống như lùa gà nha mấy bạn. Anh lùa trong đống lùm chứ chạy ra cái nó vừa bay anh hớt cái đầu. Công nhận hay thiệt. Cao thủ chụp chim là đây. Ôi ôi nó bự không? Coi sao lạ dữ ta, giống như con quốc vậy. Thang, chích thang nhỏ. Nó gà sao anh Sang? Còn chích kia là chích gì? Xăm. Đầu phóng lại gần cho coi. Ủa sao em thấy cái đầu nó gì đổ quét hả? Ủa dính lưới hả? Ở đâu đâu? Ủa cái đầu đó từ từ anh Sang không thấy rõ. Đâu lại gần cho rõ rồi. Trời sao bự dữ ta, con này nửa ký rồi anh Sang. Nửa ký có hả? Con này nó ba lạng ba lạng mấy. Con này luôn ti hết sảy à. Đã, trời ơi mập, thù lù luôn, tròn do luôn. Nổi mồng luôn. Nổi mồng luôn, con này nuôi được anh Sang? Không. Ủa thường thường thấy người ta nuôi con gì ta? Nuôi chích xanh à. Có thu hoạch nè các bạn, mừng quá. Thấy nó bay qua đây nè, anh Sang kiếm hoài mấy bạn mà không thấy nó. Anh Sang lấy cái vợt, anh Sang lùa nó ra giống như lùa gà mới vừa bay là giật chụp liền. Hay quá anh Sang ơi. Cao thủ, cao thủ. Làm chừng khoảng 4 con này. Trời ơi, guti ha, mua chục bánh mì về ăn. Bể bụng luôn các bạn ơi.
một con chích. Đã quá ha. Kìa có cục chì á. Có cục chì kìa, bỏ trên đó luôn, cục chì á. Được không? Nặng không? Không mấy đứa em. Để nó bay. Ủa. Đâu đâu có con mới bay nghe. Chim nước luôn. Đúng mất rồi á. Ừ, chích mập nha. Nãy em thấy con nào bay qua nghe đấm lùm lên đây nữa nè. Tối lên xem. Bên đây nè. Thấy hả? Ồ, dễ cho cục cứt. Có gì hết sao? Nãy giờ nó to. Có gì vậy? Cò. Cò hả? Cò đỏ hả? Ồ. Đầu tắt đèn cái chợ rõ hay sao? Xè ra câu nha. Cho các bạn xem cho rõ hơn nè. Ồ, con cò hả? Con cò mỏ nhọn quá ta, nhọn hơn con kia luôn á. Mỏ nhọn hơn con chim hồi nãy luôn á. Bự hơn xe. Xè cánh ra bự không? Cò. Ồ, dữ vậy ta. Guti hả? Guti chung với chim được không ta? Được. Ngon. Ngon hả? Ngọt lắm ạ. Ồ, ngon lắm. Nè con, đây. Đó. Đây cuộc lại nè. Cuộc lại cái trời. À, mình là công tác không cần, mình chỉ cuộc lại thôi mấy bạn ơi. Hả? Anh Sang làm gì làm, còn mình chỉ việc thu nhập chim thôi. Đã không? Câu cá hả? Chín chưa? Hả? Được hai con nữa bạn. Chim mà còn thấy. Mình buộc phải hồi về mình cho các bạn xem cho rõ nha. Ở đây hơi tối. Rồi đi tiếp các bạn ơi. Đã quá. Kiếm con gà nước nữa coi. À, nãy mua chục bó bánh mì á. Chim ít thì mình ăn bánh mì nhiều tí. Trời ơi, vuột lên ten luôn. Chụp luôn hết xem. Vuột lên ten con gì á? Cò đỏ. Cò đỏ hả? Ô, cò đỏ bự à. Ồ, ôi, con này bự các bạn ơi. Con này bự à. Cái bự à. Ôi ôi. Sao cái màu nó gì đâu đỏ dữ hả? Đỏ, đỏ. Nó giống như con cu ngói vậy hả? Đâu 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 đâu. Trời ơi. Đã rồi nha.
Bác con à, đủ ăn. Nữa đi, kiếm thêm nữa đi. Trả lại bớt. Ừ. Ô ngon lành đủ một dĩa rồi. Hay quá anh Thang ơi. Ngưỡng mộ anh quá. Ủa làm vậy chi vậy? Bớt chi vậy? Bớt cho đừng có bay. Ê hả? Chắc ăn ba con của mình. Ba con. Đó, đúng một nồi vậy các bạn. Đây, cuộc vô hồi mình sơ thành quả cho các bạn xem nha. Ơi thành quả được ba con các bạn ơi. Ồ. Các bạn thấy không? Ồ, cắn lộn với nhau. Ồ, con cò đỏ nó dữ quá, cắn con chích luôn ta. Ồ. Dữ hả? Cắn luôn. Thôi giờ anh em mình đi làm thịt chim các bạn ơi. Rồi, thôi anh em mình vô làm chim anh Sang ơi. Đi. Làm thịt chim thôi. Đây. Một đêm chụp chim của anh em mình được mấy con nè mấy bạn. Với có mấy con mình bỏ tủ đông hổng gài á, mình không có đi quay mà mình đi chụp kiếm ăn ha. Mình bỏ tủ đông dồn lại được nhiêu thịt nữa các bạn. Đây. Sang đang làm chim các bạn. Đây là đầu bếp chính của mình. Sang làm mồi rất là ngon các bạn. Sang làm giản lắm. Làm kéo cho nó tiện các bạn. Đó, cái chim kìa. Mau. Mau nè. Một thao chim luôn nhiều lắm các bạn ơi. Rồi về anh Thang, cắt bự vậy. Để cho em một con gấp tư, hai gấp tư vậy. Dễ. Rồi. Quá trời, quá đắt luôn. Chim nhóc chèn chim các bạn. Quá ngon. Quá vậy. Rồi. Chả đúng nước luôn ạ. Dao bé luôn ha. Bén. Ớt kêu nhiều nhiều chút. Ớt kêu. Cài. Nghe mùi thơm ớt đã quá. Nồng lên mũi luôn. À xong rồi ớt vô. Cầm gia vị không. Đợi miếng cháy cho nó thơm. Cháy trước rồi mình mới bỏ chim vô hả? Ớt nó miếng ngủ vừa thơm. Thơm quá mấy bạn. Có ngủ gì hơn làm cái dễ mùi. Ủa cái này là bột nghệ hả? Ừ, bột nghệ. Hấp dẫn, cực kỳ hấp dẫn. Này là mình cho cái nồi nóng lên. Xong cái mình bỏ tép mỡ vô. Với cùng với mỡ vô các bạn. Đây cùng
cả tỏi, hành, ớt, bột, bột quá anh em này, bột quá. Miếng bột nghệ vô nữa cho nó vàng nó đẹp đó bạn, cái ngũ vị hương nữa. Rồi trộn đều ra. Thơm vậy quá trời thơm mà. Vậy mùi lên. Bắt đầu một điều xong thấy chuẩn bị đổ cò vô hả? Khô quá không? Sao sao. Mà biết là quên đó. Mình cứ đi quay thôi các bạn. Đâu biết là ngon đó. Chín lên xem. Chín rồi. Wow. Giặt nước rồi nè. Rồi kẹo rồi. Kẹo nước rồi các bạn ơi. Rồi. Thôi. Mồi xong rồi các bạn ơi. À, thành quả của anh em mình một đêm đi chụp chim. Đây. Dưới cò hấp dẫn không các bạn? Trời ơi là trời, anh Sang ơi, anh Sang. Anh Sang ở trong đây anh Sang ghét thằng Lập lắm nè. Cho nó ăn ớt phải không? Ăn ớt không được làm ớt đỏ. Ớt đỏ vậy các bạn, anh Sang quốc hàng Lập là cho ăn bánh mì. Trời ơi, hàng chi nguyên ớt bánh mì sáng của anh luôn. Rồi, hai bánh mì không ạ? Quay chai rượu không? Sướng. Nào. Đã quốc luôn. Không. Ly nỉ dài. Chồng nhau rồi. Ông uống bà khen. Ớt rồi. Quay cho ăn đó. Ngon dữ á. Đâu. Sướng. Này á, bỏ rượu ăn cơm không có sướng lắm. Tao dở cái chai đó. Cái này là rượu ong nha các bạn. Chấm mà. Đó, ông này ông gì vẻ. Uống chịu nhất mỏi hay lắm các bạn ơi. Nhất mỏi luôn á. Ừ. Rồi mời mấy bạn nha. Ừ. Lâu anh em họp lại mình đi chụp chim nữa các bạn. Rắp. Để anh em mình giải trí cuối tuần cho vui vẻ. Qua đã luôn. Mình có gì mình chụp đó các bạn ơi. Cây nhà lá vườn. Ngon không anh Sang? Không, quá ngon. Quá ngon. Ngon vậy làm đây chấm đi. Không ngủ. Ủa này uống đi truyền qua chứ giờ ngồi mồi để đây mới ngồi ngó quay ra không chán rồi chứ. Có lỗi quá các bạn ơi. Ăn đi rồi ăn hết mồi luôn. Ăn không hết mồi nhậu luôn. Ngon quá ngon hai sao. Quốc đi. Anh hai quay cho hai quay. Thử ăn nhiều vô. Lúc mà anh hai đang quay mình ăn đi. Đã. Ngọt thật khỏi nói luôn. Dài. Ngon không ơi hả? Ừ. Rồi thấy cái miệng tém không thấy thèm chết đi trời. Rớt ổn. Tém. Thôi để mình vui chơi với anh em tí các bạn ơi. Mình cũng xin gác clip tại đây nha. Anh em mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu cảm thấy hay nhờ các bạn đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình có động lực làm những video tiếp theo các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video sau ha. Chào tạm biệt các bạn. Để mình chơi với anh em tí. Chào các bạn, ăn hoài. Em lên kèm đến ăn hoài.